Xin chào các bạn. Nhắc tới nước Mỹ, có rất nhiều địa điểm nổi tiếng đáng để tìm hiểu. Rất nhiều trong số đó gắn với cái nhất, vì đó là Mỹ mà. Một trong số những nơi đặc biệt nổi tiếng và có lẽ đã được đề cập tới rất nhiều, đó là quảng trường thời đại tại New York. Đây có thể coi là kinh đô của thương mại, tài chính thế giới, là nơi đô thị danh giá bậc nhất, đắt đỏ nhất hành tinh về mọi mặt. Thậm chí, ánh sáng của nó còn được nhìn thấy từ bên ngoài không gian, đủ để thấy địa điểm này sầm uất đến thế nào. Hôm nay, kênh thông tin Nó Đây xin được giới thiệu tới các bạn quảng trường thời đại với những cái nhất vô cùng khó tin. Hãy bấm like, đăng ký kênh và bật chuông thông báo để luôn đồng hành cùng với ekip nhé. Quảng trường thời đại hay tên tiếng Anh là Times Square là một giao lộ chính ở Manhattan, nối đại lộ Broadway và đại lộ số 7. Nó đơn giản là một giao lộ lớn ở thành phố New York của nước Mỹ. Giao lộ này được gắn với rất nhiều mỹ từ, ví dụ như giao lộ của thế giới hay đại lộ ánh sáng. Trong tiếng Anh, từ square còn có nghĩa là vuông, nhưng thực tế thì quảng trường này không có dạng hình vuông đâu. Khá khó để mô tả hình dạng cụ thể của quảng trường này. Cái tên của nó cũng có sự thú vị. Trước đây nó được gọi là quảng trường Longacre, nhưng từ năm 1904 nó đã được đổi tên thành quảng trường thời đại Times Square, gắn với cái tên của tờ báo nổi tiếng New York Times, hay ở Việt Nam đôi khi gọi là Thời báo New York. Đây là một tờ báo rất lớn và nổi tiếng của nước Mỹ. Có một điều chắc chắn sẽ gây ấn tượng, thậm chí khiến bạn choáng ngợp khi nhìn thấy quảng trường thời đại, đó là nó cực kỳ sáng. Ánh sáng từ biển quảng cáo điện tử lần đầu tiên xuất hiện tại đây từ năm 1904, chỉ khoảng 3 tuần sau khi nơi đây đổi tên thành quảng trường thời đại. Nơi đây treo hàng trăm tấm biển quảng cáo khổng lồ, cùng các tòa nhà lớn luôn được chiếu sáng rực rỡ. New York được coi là thành phố không ngủ, và chính quảng trường thời đại là biểu tượng bất diệt cho điều đó. Nơi đây sôi động cả ngày lẫn đêm, mọi thứ nơi đây lúc nào cũng tất bật và nhộn nhịp. Nếu đứng ở quảng trường thời đại này ngay cả lúc tối, bạn cũng sẽ có cảm giác chẳng khác gì ban ngày, vì xung quanh bốn bề đều là ánh sáng rực rỡ. Người ta nói rằng quảng trường thời đại là một trong số ít nơi trên trái đất này có thể quan sát được từ các nhà du hành vũ trụ bên ngoài không gian, hoặc chỉ cần một góc nhìn từ trên cao là đủ thấy nơi đây rực rỡ đến thế nào. Những tấm biển quảng cáo ở đây thực sự sẽ khiến chúng ta phải choáng ngợp. Thậm chí có cả những quy định về độ sáng của những tấm màn LED hoặc các biển quảng cáo, phải đủ mức sáng như thế nào mới được tồn tại ở đây. Màn LED của tập đoàn tài chính nổi tiếng Nasdaq là tấm màn LED lớn nhất thế giới. Nó ngự ở độ cao hơn 11m và trải rộng ở khu vực trung tâm, chiếm trọn sự chú ý của mọi người đi qua đây. Quả không hổ danh tấm màn LED lớn nhất thế giới. Màn LED này tiêu tốn của Nasdaq tới 37 triệu đô la để xây dựng, nhưng nó xứng đáng từng xu để xuất hiện ở nơi sầm uất nhất thế giới như là quảng trường thời đại. Chắc các bạn cũng tò mò về giá đặt biển quảng cáo ở đây đúng không nào? Kể từ khi những tấm biển quảng cáo điện tử đầu tiên được phát minh vào năm 1904, nó đã xuất hiện và trở thành một phần quan trọng của quảng trường thời đại. Sau Thế chiến thứ nhất, khu vực này bắt đầu bùng nổ thực sự về số lượng và độ rực rỡ của biển quảng cáo. Ngay từ hồi những năm 1920, số tiền thu về từ việc đặt biển quảng cáo cả khu vực đã lên tới 85 triệu đô la Mỹ. Hồi đấy, 85 triệu là một con số rất lớn. Còn bây giờ, theo các trang thông tin của nước Mỹ, giá đặt mỗi biển quảng cáo ở đây thôi dao động từ 1 đến 4 triệu đô la Mỹ một năm. Tất nhiên, đây là mức giá phổ thông thôi, còn tùy thuộc vào vị trí và kích cỡ của biển quảng cáo nữa. Như một tòa nhà đặc biệt tại đây, một tòa nhà 25 tầng nằm ngay trung tâm của quảng trường nhưng lại bị bỏ hoang. Tòa nhà này không hề được trưng dụng làm văn phòng hay cửa hàng kinh doanh, nhưng tất nhiên nó được sử dụng làm nơi đặt biển quảng cáo. Với một tòa nhà như vậy, mỗi năm nó cũng đã mang về cho chủ sở hữu khoảng 23 triệu đô la Mỹ, dù chỉ để đặt biển quảng cáo mà thôi, chứ không làm gì khác nữa. Ánh sáng từ đèn neon và đèn LED của nó đương nhiên là góp một phần quan trọng vào sự rực rỡ của quảng trường thời đại. Đây cũng là một trong những tòa nhà đặc biệt nhất, kỳ lạ nhất của quảng trường thời đại. Như đã nói, quảng trường thời đại không chỉ xa hoa đắt đỏ mà còn cực kỳ đông đúc. Người ta ước tính rằng đây chính là đô thị sôi động nhất của thế giới, vì mỗi ngày có tới hơn 360.000 người đi bộ qua đây. Vào những ngày đông đúc, người ta thống kê có tới 450.000 người ghé qua đây cơ. Như vậy là tính ra mỗi năm có khoảng hơn 130 triệu lượt người ghé qua quảng trường thời đại. Trong số này có đến khoảng 1/3 là khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới. Với một lượng người đông đúc như vậy, chẳng có lúc nào nơi đây bớt ồn ào cả. Thời điểm mà quảng trường này đông đúc nhất, rực rỡ nhất chính là đêm giao thừa. Nơi đây nổi tiếng với những buổi lễ chào đón năm mới đầy sôi động và sắc màu. Những buổi biểu diễn có sự góp mặt của những nghệ sĩ nổi tiếng. Cùng với đó, khoảnh khắc đặc biệt nhất là khi người ta thả quả cầu ánh sáng xuống trong màn đếm ngược chào đón năm mới.
Lần đầu tiên xuất hiện nghi lễ thả quả cầu ánh sáng này là năm 1908. Kể từ đó, nó đã được tổ chức hàng năm, chỉ trừ những năm xảy ra thế chiến hay mới đây là vì Covid-19 mà thôi. Mỗi lễ đón chào năm mới như thế ở quảng trường thời đại có cả triệu du khách tham dự, đôi khi còn hơn. Khoảnh khắc năm mới bước sang cũng là lúc người ta trao cho nhau những nụ hôn ngọt ngào. Thế nên quảng trường thời đại còn có một cái tên thú vị khác, đó là quảng trường của những nụ hôn. Nói tới những nụ hôn thì ở đây có một hình ảnh đã trở thành huyền thoại. Đó là hình ảnh về một nụ hôn giữa một thủy thủ và một y tá khi chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc. Nụ hôn ở quảng trường thời đại đã trở thành một bức ảnh của lịch sử và thậm chí là biểu tượng của niềm vui trong ngày chiến thắng tại Mỹ. Nhưng còn có một sự thật thú vị hơn về bức ảnh. Hai nhân vật chính ở đây hóa ra chẳng hề biết nhau. Khi thông báo quân Nhật Bản đầu hàng và chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, thủy thủ York Mendoza, nam chính của bức ảnh, đang ngất ngây trong men say chiến thắng và cũng có tí men trong người sau khi đã làm vài ly rượu mừng. Anh này trên đường đi đã bắt gặp cô y tá. Anh bất ngờ ôm eo cô và trao nụ hôn. Khoảnh khắc lắng đọng đúng vào lúc đó khiến cho khung cảnh trở nên thật tuyệt vời. Nữ chính sau này kể lại, cô hoàn toàn bị động. Cô còn nói rằng chỉ có anh thủy thủ kia hôn, chứ cô không hề hôn. Còn thú vị hơn nữa khi người yêu của nam chính lại đứng ngay sau trong bức hình và còn đang trong gương mặt hớn hở vì hai người vừa uống rượu mừng chiến thắng với nhau cơ. Sau này vợ của nam chính được rất nhiều người phỏng vấn về khoảnh khắc đặc biệt này. Dù cũng phiền hà lắm nhưng bà vẫn chấp nhận. Đến giờ thì cả nam và nữ chính trong bức ảnh huyền thoại nói trên đều đã qua đời. Tiện nói về thời điểm chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, quảng trường thời đại là một trong những nơi ăn mừng chiến thắng đông đảo nhất của nước Mỹ. Khoảng 2 triệu người đã tụ tập ở đây vào thời điểm đó. Trước khi nào mà quảng trường thời đại lại đông đảo đến như vậy. Ngay cả sau này, các lễ đón giao thừa cũng chưa bao giờ đông như năm 1945. Sau này, quảng trường thời đại đã trở thành một trong những điểm du lịch nổi tiếng nhất của New York nói riêng và của Mỹ nói chung. Như đã nói, một năm nơi đây thu hút tới hơn 40 triệu khách du lịch. Kể từ sau những khoản đầu tư lớn vào giai đoạn những năm 1990 và 2000, quảng trường thời đại đã bùng nổ về khách du lịch. Thêm nữa, từ năm 2011, New York đã ban hành lệnh cấm hút thuốc ở quảng trường thời đại và biến nơi đây thành quảng trường không khói thuốc. Chẳng ai mà dại dột hút thuốc ở đây vì hình phạt lên tới $50, tức là hơn 1 triệu Việt Nam đồng. Ở quảng trường thời đại có đủ thứ dịch vụ để thu hút du khách. Cái gì cũng thuộc hàng top, không chỉ của Mỹ mà còn của thế giới. Đông đúc ồn ào thì khỏi phải bàn rồi. Nơi đây còn có đủ loại hình giải trí. Âm nhạc ở đây thì miễn bàn vì có rất nhiều nhà hát. Có rất nhiều nhóm nhạc nổi tiếng hay những ca sĩ nổi tiếng biểu diễn ở đây. Rất nhiều thể loại nhạc như rock hay jazz. Đặc biệt khi đây được coi là thiên đường của nhạc jazz. Vé vào cửa thì cũng khá đa dạng, có thể từ $10, tức là hơn 200.000 Việt Nam đồng, đến $25 hoặc là $50. Đồ ăn thức uống ở đây thì cũng đủ kiểu đa dạng, từ Âu tới Á, có cả những ẩm thực rất đặc trưng của Brazil, Thái Lan, Hy Lạp hay Tây Ban Nha, vân vân. Nhìn chung rất là đa dạng. Và tất nhiên rồi, đất du lịch thì cũng phải có những khách sạn tuyệt vời nữa. Nhìn chung khi đến đây, tất cả sẽ được hòa mình vào một không gian thực sự nhộn nhịp, bận rộn, cảm giác không lúc nào ngơi nghỉ. Du khách sẽ thấy mức độ làm việc của con người New York vô cùng kinh khủng. Họ hoạt động liên tục, bất cứ lúc nào đèn điện cũng rực sáng với đầy đủ những màu sắc rực rỡ, chẳng khác gì Las Vegas. Ngoài ra, các bạn cũng sẽ cảm nhận được sự sáng tạo, tài nghệ của con người và sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật với những gì được chứng kiến ở đây. Và luôn phải lưu ý một điều, giá cả ở đây chắc chắn là không hề rẻ đâu, vì đây là một trong những nơi đắt đỏ nhất của nước Mỹ. Thực ra, giờ thì quảng trường thời đại không còn được như trước, vì Covid-19 đã khiến cho nó trở nên bớt bận rộn hơn nhiều. Năm nay sẽ chẳng có lễ ăn mừng năm mới đông đúc như mọi khi. Điều đó càng khiến cho người dân New York và Mỹ nhớ nhung hơn nữa về thời kỳ huy hoàng trước đây. Ai cũng muốn đại dịch qua đi để mọi thứ trở lại bình thường. Thế nhưng bây giờ, chúng ta cũng chỉ còn biết cách hy vọng mà thôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay trên kênh thông tin đó đây. Nếu cảm thấy thích thú với những thông tin về quảng trường thời đại của nước Mỹ, hãy bấm like, đăng ký kênh và bật chuông thông báo để ủng hộ cho ekip nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.